Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế sữa tươi đường đen trà xanh. Thì cách làm như sau. Rồi đầu tiên mình sẽ cho trân châu đường đen vô trước nha các bạn ha. Rồi mình cho ra khoảng 50g trân châu đường đen hay là 50ml ha. Rồi sau đó mình sẽ cho một lớp đá. Rồi trong thời gian đó mình chờ đợi ha. Rồi mình sẽ đong tiếp tục 60ml sữa tươi. ml kem béo. Rồi mình đổ trực tiếp vô shaker. Rồi sau đó mình sẽ cho trà xanh matcha. Mình chế từ từ cho nó ha. Lon xuống từ từ thôi. Rồi mình sẽ cho một chút đá lên thôi. Rồi sau mình cho đá vào shaker. Rồi mình đậy lại, mình lắc mạnh tay lên. Rồi mình đổ sản phẩm ra nha các bạn. Rồi mình sẽ cho một ít trân châu đường đen ở trên đầu. Rồi đổ khoảng 10ml siro đường đen ha. Rồi sau đó mình sẽ trang trí một cái ống hút. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong học tiếp theo.